Cô chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chương trình ngữ văn 10 với một bài học mới có tên là bài văn bản. Văn bản là một loại hình phương tiện để ghi nhận, lưu giữ và truyền đạt các thông tin từ chủ thể này sang chủ thể khác bằng ký hiệu gọi là chữ viết. Nó gồm tập hợp các câu có tính trọn vẹn về nội dung, hoàn chỉnh về hình thức, có tính liên kết chặt chẽ và hướng tới một mục tiêu giao tiếp nhất định. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường xuyên phải tạo lập ra các văn bản phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Để có khả năng tạo lập văn bản đúng cách khoa học, các em cần hiểu rõ về văn bản. Vì vậy, tiết học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài văn bản. Trong sách giáo khoa hiện hành thì bài này có 2 tiết, nhưng Bộ Giáo dục đã giảm tải 1 tiết nên chúng ta chỉ học bài này trong 1 tiết học thôi các em nhé. Bây giờ chúng ta đi vào phần khởi động. Trong phần khởi động này, cô cho ví dụ. Đó là một đoạn thơ. Dịu dàng là thế Tấm ơi, mà sao em phải thiệt thòi vì sao? Phận nghèo hôm sớm dãi dầu, hóa bao nhiêu kiếp ngọt ngào đã đoan. Người ngoan ở với người gian, dẫu hiền như bụt cũng tan nát lòng. Câu hỏi đặt ra là đoạn thơ đó có thể được xem là một văn bản hay không? Vì sao? Thì câu trả lời của chúng ta là đoạn thơ được coi là văn bản vì nó là sản phẩm của hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ gồm nhiều câu. Nó được tạo ra từ hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ gồm nhiều câu, 2, 4, 6, đã có 6 câu và cũng đã thể hiện cái nội dung rõ ràng. Vì thế, đoạn thơ này cũng được xem là một văn bản. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung của bài học để hiểu rõ hơn thế nào là văn bản các em nhé. Các em dở sách giáo khoa trang 23. Phần 1 lớn, chúng ta tìm hiểu khái niệm đặc điểm của văn bản. Để đưa ra được khái niệm đặc điểm, chúng ta phân tích một số ngữ liệu. Trong sách giáo khoa cho 3 ngữ liệu được đánh số thứ tự rõ ràng 1, 2, 3. Giờ chúng ta sẽ lần lượt phân tích từng ngữ liệu một các em nhé. Ngữ liệu đầu tiên gọi là văn bản 1. Chúng ta có một câu tục ngữ gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Câu tục ngữ này được tạo ra trong hoạt động giao tiếp chung. Bởi vì tục ngữ là một thể loại văn học dân gian. Và văn học dân gian thì được sáng tác bởi tập thể các em nhé. Câu tục ngữ này nhằm đáp ứng nhu cầu truyền cho nhau kinh nghiệm sống. Tức là đã có mục đích giao tiếp, nội dung giao tiếp rõ ràng. Nội dung giao tiếp ở đây là một cái kinh nghiệm sống. Dung lượng một câu đề cập đến một kinh nghiệm sống thông qua một hình ảnh cụ thể có tính hình tượng. Văn bản được tạo ra nhằm truyền đạt kinh nghiệm sống. Như vậy là dù chỉ là một câu ngắn gọn nhưng mục đích giao tiếp, nội dung giao tiếp được truyền tải một cách rất rõ ràng. Chúng ta đến với ngữ liệu thứ hai. Văn bản 2 là một bài ca dao. Thân em như hạt mưa rào, hạt rơi xuống giếng, hạt vào vườn hoa. Thân em như hạt mưa sa, hạt vào đài cát, hạt ra ruộng cày. Bây giờ chúng ta cũng phân tích cái bài ca dao này để thấy được đặc điểm của văn bản.
Bài ca dao trên được tạo ra trong hoạt động giao tiếp giữa cô gái và mọi người. Dung lượng gồm có 4 câu. Nội dung của văn bản hướng đến thể hiện thân phận phụ thuộc của người phụ nữ trong xã hội phong kiến thông qua một hình ảnh cụ thể có tính hình tượng. Như vậy là văn bản 2 cũng có hình thức và nội dung rất rõ ràng. Về bố cục triển khai, chúng ta thấy nó được trình bày rất mạch lạc. Cô gái ví mình như hạt mưa xa. Hạt mưa không thể tự quyết định rơi nơi mà nó sẽ rơi xuống. Cũng giống như thân phận của người phụ nữ trong xã hội phong kiến, họ không thể tự quyết định số phận của mình. Vì xã hội phong kiến là một cái xã hội trọng nam khinh nữ, nên người phụ nữ thường không có quyền quyết định cái cuộc sống của họ, mà thân phận của họ, cuộc sống của họ luôn luôn phụ thuộc vào tay kẻ khác. Mục đích giao tiếp của bài ca dao này đó là tiếng ca than thân, nêu lên một hiện tượng bất công trong trong đời sống xã hội để mọi người thấu hiểu, cảm thông. Như vậy là bài ca dao có hình thức trọn vẹn, nội dung rõ ràng, kết cấu trình bày rất mạch lạc. Chúng ta đến với văn bản 3. Đó là lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nội dung của văn bản các em theo dõi sẽ qua trang 23. Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên. Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc, hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thủng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước. Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân, giờ cứu nước đã đến, ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng để giữ gìn đất nước. Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết, hy sinh, thắng lợi nhất định sẽ về dân tộc ta. Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm, kháng chiến thắng lợi muôn năm. Hà Nội ngày 19 tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là văn bản 3. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích cái văn bản này. Thứ nhất, văn bản được tạo ra trong hoạt động giao tiếp giữa chủ tịch nước với toàn thể đồng bào. Dung lượng gồm có 15 câu. Nội dung của văn bản là lời kêu gọi toàn dân Việt Nam đứng lên kháng chiến chống Pháp bằng cách sử dụng lý lẽ, lập luận trực tiếp. Bố cục của văn bản. Mở đầu, lập trường chính nghĩa của ta, dạ tâm của thực dân Pháp. Từ đó, nêu chân lý sống của dân tộc, thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Kêu gọi mọi người đứng lên đánh thực dân Pháp bằng mọi vũ khí có thể. Khẳng định niềm tin vào thắng lợi tất yếu của dân tộc. Từ những nội dung đó mà chúng ta thấy mục đích của văn bản đó là kêu gọi khích lệ đồng bào toàn quốc quyết tâm kháng chiến chống thực dân Pháp. Thì từ việc phân tích ba cái ngữ liệu trên, chúng ta có thể thấy khái niệm đặc điểm của văn bản như sau. Thứ nhất là về khái niệm. Văn bản là sản phẩm của hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ, gồm một hoặc nhiều câu, nhiều đoạn. Em thấy rõ điều này trong ba cái ngữ liệu trên. Ngữ liệu thứ nhất, một câu tục ngữ, tức là gồm một câu. Ngữ liệu thứ hai, một bài ca dao gồm 4 câu.
Và ngữ liệu thứ ba, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì gồm nhiều câu, nhiều đoạn. Thứ hai, chúng ta trình bày đặc điểm của văn bản. Từ những phân tích ngữ liệu cụ thể đấy, chúng ta rút ra đặc điểm của văn bản như sau. Mỗi văn bản tập trung thể hiện một chủ đề và triển khai chủ đề đó một cách trọn vẹn. Chúng ta thấy rõ điều này ở trong tất cả các ngữ liệu. Ở ngữ liệu một, dù chỉ là một câu thì cũng đã thể hiện được nội dung rất trọn vẹn. Các câu trong văn bản có sự liên kết chặt chẽ, đồng thời cả văn bản được xây dựng theo một kết cấu mạch lạc. Điều này là rất quan trọng. Muốn tạo lập được một văn bản thành công và đạt được hiệu quả giao tiếp, thì các câu trong văn bản phải có sự liên kết chặt chẽ và được trình bày theo một kết cấu mạch lạc. Này mới có được sức thuyết phục đối với người đọc, người nghe. Cái lỗi này, lỗi các em thường xuyên gặp khi mà trình bày tạo lập văn bản. Cho nên là chú ý. Đặc điểm thứ ba, mỗi văn bản có dấu hiệu biểu hiện tính hoàn chỉnh về nội dung. Dù là một câu nhưng câu cũng phải hoàn chỉnh về mặt nội dung. Ví dụ như câu tục ngữ chúng ta vừa phân tích đấy, nội dung nó nói về một kinh nghiệm sống rất rõ ràng. Đặc điểm thứ tư, mỗi văn bản nhằm thực hiện một hoặc một số mục đích giao tiếp nhất định. Một văn bản như thế có thể có một hoặc nhiều mục đích giao tiếp khác nhau. Đó là bốn đặc điểm quan trọng của văn bản. Để thực hiện tạo lập văn bản tốt, các em cần phải tuân theo bốn cái đặc điểm này. Văn bản được tạo ra phải đạt được bốn cái đặc điểm này thì mới mang lại cái hiệu quả giao tiếp cao. Phần hai lớn, chúng ta tìm hiểu các loại văn bản. Yêu cầu so sánh văn bản 1, văn bản 2 với văn bản 3 ở mục 1 lớn. Là ba cái văn bản chúng ta vừa phân tích. Chúng ta sẽ so sánh về các phương diện. Thứ nhất là vấn đề mà các văn bản đề cập. Thứ hai là từ ngữ được sử dụng trong các văn bản. Và thứ ba, cách thức thực hiện. Cô cho sẵn một cái phiếu học tập. Em kẻ sẵn phiếu. Rồi chúng ta sẽ trình bày vào phiếu để hình dung rõ ràng. Bây giờ chúng ta bắt đầu so sánh các em nhé. Các em chú ý ba cái tiêu chí để so sánh vấn đề từ ngữ, cách thức thực hiện của ba văn bản 1, văn bản 2, văn bản 3. Bây giờ tiêu chí thứ nhất là về vấn đề. Vấn đề được trình bày ở văn bản 1, tức là câu tục ngữ. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Vấn đề ở đây là một kinh nghiệm sống thuộc lĩnh vực quan hệ giữa con người với hoàn cảnh xã hội. Còn văn bản 2, bài ca dao, thân em như hạt mưa rào, hạt rơi xuống giếng, hạt vào vườn hoa,
Thân em như hạt mưa sa, hạt đỏ đầy cát, hạt sa rụng cày. Vấn đề là thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến thuộc lĩnh vực tình cảm. Văn bản 3, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh đặt ra vấn đề, đó là lời kêu gọi toàn dân Việt Nam đứng dậy chống Pháp. Văn bản này thuộc lĩnh vực chính trị, tư tưởng. Về phương diện từ ngữ, văn bản 1 tức là câu tục ngữ và văn bản 2 bài ca dao sử dụng từ ngữ thông thường nhưng mà giàu hình ảnh. Còn văn bản 3 khác hơn một chút, đó là sử dụng lớp từ ngữ chính trị, bởi vì đây là một cái văn bản thuộc lĩnh vực chính trị. Phương diện thứ ba, cách thức thực hiện. Văn bản 1 và văn bản 2 được thực hiện thông qua một hình ảnh cụ thể có tính hình tượng. Như câu tục ngữ là hình ảnh của mực và đèn. Còn bài ca dao là hình ảnh của thân em, hình ảnh hạt mưa rào. Văn bản 3, sử dụng lý lẽ lập luận trực tiếp. Vì đây là một cái văn bản chính trị, nhằm mục đích là kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Cho nên sử dụng lý lẽ và lập luận trực tiếp, chứ không thể dùng nhiều từ ngữ hình tượng ẩn dụ, sẽ gây cái sự hiểu lầm. Là văn bản chính trị không nên sử dụng lớp từ ngữ đa nghĩa. Em ghi lại một cách rõ ràng các em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện tiếp yêu cầu thứ hai. Đó là so sánh các văn bản 2 và 3 ở mục 1 lớn với một bài học trong sách giáo khoa thuộc môn học khác. Ví dụ như là môn toán, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, vân vân. Và so sánh với một đơn xin nghỉ học hoặc một giấy khai sinh. Từ sự so sánh các văn bản trên, hãy rút ra nhận xét về những phương diện sau. A. Phạm vi sử dụng của mỗi loại văn bản trong hoạt động giao tiếp xã hội. B. Mục đích giao tiếp cơ bản của mỗi loại văn bản. C. Lớp từ ngữ riêng được sử dụng trong mỗi loại văn bản. D. Cách kết cấu và trình bày ở mỗi loại văn bản. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái yêu cầu này. So sánh văn bản 2 và 3 ở mục 1 lớn. Văn bản 2 là bài ca dao mà chúng ta đã phân tích. Văn bản 3 là thư kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta cũng đã làm. So sánh hai văn bản đó với một trong những bài học thuộc các môn học khác như là toán, lý, hóa, vân vân. Rồi so sánh văn bản 2, 3 với đơn xin nghỉ học hoặc là giấy khai sinh. So sánh các cái phương diện. Một là về phạm vi sử dụng, hai là về từ ngữ, ba về mục đích giao tiếp và bốn là về cách kết cấu và trình bày. Bây giờ chúng ta sẽ so sánh từng tiêu chí. Thứ nhất là về phạm vi sử dụng. Phạm vi sử dụng ở văn bản 2, tức là bài ca dao ở trong sách giáo khoa mà chúng ta đã phân tích. Bài thân em như hạt mưa rào, hạt rơi xuống giếng, hạt vào vườn hoa. Thân em như hạt mưa sa, hạt vào đài cát, hạt ra ruộng cày. Phạm vi giao tiếp là thuộc lĩnh vực giao tiếp nghệ thuật. Còn văn bản 3, thư kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc lĩnh vực giao tiếp chính trị. Văn bản thuộc các môn toán lý hóa thuộc lĩnh vực giao tiếp khoa học. Văn bản là đơn xin nghỉ học thuộc lĩnh vực giao tiếp hành chính. Mỗi văn bản có cái phạm vi sử dụng khác nhau. Về phương diện từ ngữ, văn bản là bài ca dao, sử dụng từ ngữ thông thường, giàu hình ảnh.
Văn bản là thư kêu gọi toàn quốc kháng chiến, sử dụng từ ngữ chính trị, xã hội. Văn bản thuộc các môn toán lý hóa, sử dụng từ ngữ thuật ngữ khoa học. Văn bản là đơn xin nghỉ học, sử dụng từ ngữ hành chính. Về mục đích giao tiếp, bài ca dao bộc lộ cảm xúc. Thư kêu gọi toàn quốc kháng chiến nhằm mục đích kêu gọi thuyết phục. Bài học toán lý hóa nhằm cung cấp tri thức, mở rộng hiểu biết cho con người. Đơn xin nghỉ học nhằm trình bày ý kiến, nguyện vọng. Đó là về mục đích giao tiếp. Mỗi văn bản cũng có một cái mục đích giao tiếp khác nhau. Tiêu chí thứ tư, cách kết cấu và trình bày. Văn bản ca dao được viết với hình thức là thể thơ lục bát. Thư kêu gọi toàn quốc kháng chiến sử dụng lối lập luận chặt chẽ với bố cục ba phần, mở thân kết rõ ràng mạch lạc. Văn bản là các bài học toán lý hóa, là văn bản khoa học cho nên bố cục rất chặt chẽ. Văn bản là đơn xin nghỉ học, được trình bày theo mẫu có sẵn. Đó là sự khác nhau giữa các loại văn bản. Phạm vi sử dụng, các từ ngữ, mục đích giao tiếp, cách kết cấu và trình bày của mỗi văn bản đều khác nhau. Từ việc so sánh các văn bản trên, các em đã có thể phân biệt được các loại văn bản. Vì thế mà chúng ta sẽ chuyển sang mục 2 lớn, các loại văn bản. Theo lĩnh vực giao tiếp, người ta phân biệt các loại văn bản như sau. Có 6 loại văn bản. Em nhìn vào sách giáo khoa trang 25. Mục ghi nhớ. 6 loại văn bản bao gồm: thứ nhất, văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ sinh hoạt, gồm các cái văn bản như là thư, nhật ký. Thứ hai, văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ nghệ thuật, gồm các văn bản là thơ, truyện, tiểu thuyết, kịch, vân vân. Thứ ba, văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ khoa học, gồm các loại văn bản, đó là các bài học trong sách giáo khoa, tài liệu học tập, bài báo khoa học, luận văn, luận án, công trình nghiên cứu, vân vân. Thứ tư, văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ hành chính, gồm những cái văn bản như là đơn, biên bản, nghị quyết, quyết định, luật, vân vân. Thứ năm, văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ chính luận, gồm các bài bình luận, lời kêu gọi, bài hịch, tuyên ngôn, vân vân. Và cuối cùng, văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ báo chí. Đó là các bản tin, bài phóng sự, bài phỏng vấn, tiểu phẩm, vân vân. Như vậy là dựa vào các lĩnh vực giao tiếp, người ta phân biệt thành 6 loại văn bản khác nhau. Em cần phải ghi nhớ 6 loại văn bản này. Đặc biệt là ghi nhớ các cái văn bản tương ứng, những cái ví dụ đấy. Bởi vì kiến thức này chúng ta sẽ vận dụng xuyên suốt trong 3 năm học cấp 3. Trong các cái kỳ thi, chúng ta sẽ phải ôn lại kiến thức này để phục vụ cho việc làm các đề trong bài thi của mình. Và để nắm chắc hơn, các em chuyển sang thực hiện cho cô một cái số bài tập vận dụng. Thứ nhất, cô cho sẵn một cái phiếu học tập, yêu cầu các em xác định các loại văn bản.
Trong phiếu học tập này, cô sẽ cho các em 4 văn bản. Nhiệm vụ của các em là xác định những văn bản đó thuộc loại văn bản nào. Em cũng kể phiếu học tập rõ ràng như thế này. Khi nộp vở cho cô, nhớ là phải có cái phiếu học tập này và đã trình bày hoàn chỉnh. Sau đây là các văn bản cô cho các em. Văn bản 1. Em hãy đọc và xác định văn bản này thuộc loại văn bản nào. Văn bản thứ hai, bài thơ có tên là Áo trắng xa vời. Văn bản 3 là tiểu thuyết Số đỏ của Vũ Trọng Phụng. Em hãy xác định các văn bản này thuộc loại văn bản nào. Văn bản thứ tư, đó là tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Em cũng xác định cho cô văn bản này thuộc loại văn bản nào rồi điền vào phiếu học tập. Chúng ta chuyển sang bài tiếp theo. Trước khi làm bài tiếp theo, các em củng cố lại cho cô một lần nữa các loại văn bản. Nhất này, em nhìn cho rõ đây là cái cuốn nhật ký. Cái kiểu viết nhật ký như thế này, văn bản trong cuốn nhật ký này đó là văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ sinh hoạt. Thứ hai, cuốn tiểu thuyết Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Cái tiểu thuyết là văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ nghệ thuật. Thứ ba, sách giáo khoa ngữ văn 10 tập 1. Dựa vào ghi chữ sách giáo khoa trang 25, các em có thể dễ dàng xác định đây là văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ khoa học. Thứ tư, đó là đơn xin phép nghỉ học. Lúc nãy anh đã trình bày rồi. Dĩ nhiên là văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ hành chính. Thứ năm, bài hịch tướng sĩ. Hịch thì thuộc thể loại nào? Đó là văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ chính luận. Và thứ sáu, bản tin. Cũng rất là dễ dàng xác định đây là văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ báo chí. Đây là 6 ví dụ tiêu biểu cho 6 loại văn bản mà chúng ta đã học. Tương tự như thế, các em có thể dễ dàng thực hiện cái phiếu học tập của mình nhé. Tiếp theo, em làm các bài tập vận dụng sau đây. Yêu cầu các em đọc bài ca dao và trả lời câu hỏi. Ước gì anh hóa ra hoa để em nâng lấy rồi cả rồi mà cài khăn. Ước gì anh hóa ra chân để cho em đắp em lăn ra nằm. Các câu hỏi đó là bài ca dao trên có thể được xem là một văn bản không, vì sao? Mục đích của bài ca dao trên là gì? Văn bản trên thuộc phong cách ngôn ngữ nào? Bài này cô sẽ gợi ý cho các em để các em có thể làm được bài tiếp theo nhé. Thứ nhất, bài ca dao có được coi là văn bản
vì nó là sản phẩm của hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ và gồm nhiều câu. Và chúng ta đang trả lời câu hỏi là bài ca dao trên có được coi là một văn bản hay không và vì sao. Thì đó rõ ràng là một văn bản vì đó là sản phẩm của hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ và đặc biệt là nó gồm có nhiều câu. Thứ hai, mục đích giao tiếp của bài ca dao trên là gì? Các em trả lời mục đích là bộc lộ tình cảm. Thứ ba, yêu cầu xác định văn bản trên thuộc loại văn bản nào? Thì dễ dàng xác định đây là văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ nghệ thuật. Ca dao là thuộc phong cách ngôn ngữ nghệ thuật các em nhé. Tương tự như thế, các em làm bài tập tiếp theo cho cô. Bài này các em tự thực hiện nhé. Cũng là một cái bài ca dao. Bây giờ mận mới hỏi đào, vườn hồng đã có ai vào hay chưa? Mận hỏi thì đào xin thưa, vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào. Các em trả lời ba câu hỏi sau cho cô. Bài ca dao trên có thể được xem là một văn bản không, vì sao? Mục đích của bài ca dao trên là gì? Và văn bản trên thuộc phong cách ngôn ngữ nào? Đây là bài tập các em thực hiện ở nhà rồi nộp lại cho cô nhé. Bài học của chúng ta đến đây kết thúc. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Chào tạm biệt các em.